Ok, và mình chào các bạn nhá. Hôm nay mình tìm thấy có một chú rùa siêu to khổng lồ này các bạn này. Con rùa này thuộc loài rùa common nhá. Ui, cá chê này các bạn này. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá chê to bằng con heo đấy các bạn ơi. Ui, xịn xó con bó đấy nhở. Ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá cảnh màu sắc các bạn ơi. Let's go. Ok, let's go. Ok, ok. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt cá các bạn ơi. Đây, cá đây các bạn này. Ui, dùi, ui. Xịn nhá. Các bạn ơi, rất là nhiều những con cá chê nhá. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá các bạn. À, bây giờ chúng ta cùng hành trình bắt cá chê ngày hôm nay nha. Các bạn ơi, đây cá chê này các bạn này. Ui, dùi, xịn đi. Cá chê đây các bạn. Ui, nó to nha. Cá chê mà to bằng con heo đấy các bạn. Những con cá chê này có cái màu trắng bạch tạng này các bạn ấy. Ui, xịn đi. Ok. À, nhiều nhá các bạn ơi. Có rất là nhiều những con cá chê luôn đi. Ui, dùi, ui. Mấy chục con liền các bạn ấy. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt cá chê cho các bạn xem nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, một con rồi nha. À, bây giờ mình sẽ bơm thêm nước vào cái thùng đựng cá này các bạn ơi. Đấy, một con cá chê rồi nha. Ok, đấy, nước đang chảy nhá. Ồ, vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. À, rất là nhiều những con cá chê này. À, con cá này là con cá chuối này. Con cá chuối đầu vuông này các bạn này. Xịn xò ấy. Hai con cá rồi nha. Đấy, mình bắt được hai con cá rồi nha các bạn. Còn nhiều đây này. Ui ui. Có rất nhiều luôn các bạn ơi. Đấy, cá chê đây các bạn. Ok. Ai chê chỉ nhiều ấy. Ui dùi nó bự này. Ai, ui, ai chả, vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. Đây này, to lớn nha. Ui dùi, con cá chê này mà to bằng con heo luôn. Còn rất nhiều các bạn ơi. Đây đây đây. Ui nó bự này. Ai chà chà. Khủng lồ không nào. Ai, khủng nhờ nó bự thật các bạn ơi. Lặng nha. Ok này. Ui một to này. To này to. Ai. Ui cái dâu kìa. Ai chà chà. Còn nhiều nha. Ai chà chà. Vẫn còn rất nhiều cá chê các bạn ơi. Đây này. Ui con cá chê màu trắng này. Ui nó bự này. Ai. Bốn con cá chê rồi các bạn ơi. Để vẫn còn các bạn ơi. Vẫn còn rất nhiều đây này các bạn này. Đây này. Ui nó to nha. Ai ra ra. Xịn xò con bò thế nhờ. Ui rồi một thùng đựng cá chê rồi các bạn. Con cá này con cá gì. Con cá này con cá lóc con này các bạn này. Đấy cá lóc đồng đầu vuông nha. Ok. Ui dù còn nhiều nha các bạn. Đây này. Rồi. Ui dù con cá gì đây. Con cá gì đây nhờ. Con cá này là con cá sặc đấy các bạn ơi. Đấy cá sặc đây này. À, xịn xò nhá, con cá sặc đấy các bạn. Rồi, hai ba con liền nhỉ. Ấy, ô kìa, còn nhiều cá chê nhá. Còn rất là nhiều những con cá chê mà to bằng con heo này các bạn này. Ui, xùi, ui, nó bự này. Ấy, cá chê mà to bằng con chó đực dê luôn đi. Không đùa nhá, to như vậy. Bắt thật nhá, không đùa đâu. Ui, nó to. Ai, à, nó bự, ui, xùi, ui. Một thùng cá rồi các bạn ơi. Ôi, sợ cây. Rồi, nhiều nhá, nhiều vẫn còn đây này các bạn này. Đấy, ui, con này to lớn đi này. Ui, nó siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Đấy, nó lớn nha. Ui, dùi, ui, bự. Ok, vẫn còn nhá. Vẫn còn rất nhiều cá chê các bạn. Rồi. Ui, ui, ở cái hố nước này, cái vũng nước này các bạn ơi. Nhiều nha. Còn rất nhiều cá chê còn. Con gì đây? Ái, chà chà, con cá rô nha. Con cá này, con cá rô nhá. Cá rô thuộc loài cá tạp nha các bạn. Đấy, cá tạp sinh sống ngoài đồng nha. Đấy, cá rô đấy các bạn. Ok, ok, ui, ái, chà chà. Còn nha. Ui dùi ui, còn rất nhiều cá ở cái hố này các bạn. Để mình coi xem nào. Ok. Xem nào. Ui dùi. Còn rất là nhiều những con cá chê mà to bằng con heo luôn này. Ai chứ bư này. Ui ok. Cái gì đây. Mặt nạ xung nhân. Ok. Ai to này. Ai chứ bư. Ui. Ai chạy chà nó lớn các bạn này. Rồi. Ôi con cá chê này đẹp thế này. Có cái màu trắng bạch tạng nha. Ai chứ bư đi này. Ui. Ai à. Trơn lắm các bạn. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Ok. Ui vẫn còn nhiều nha. Đấy các bạn ơi. Đây. Đây còn con cá chê nữa đây này. À xịn xò nhỏ. Các bạn này nó lớn không. Đấy cá chê đây. Ui dùi nó đen xì luôn. Ok. Đấy các bạn ơi. Mình bắt được một thùng cá chê rồi này các bạn này. Ok các bạn ơi. Hôm nay đây các bạn con rùa nha. À, mình đang đội mưa để bắt con rùa các bạn ơi. Ấy, con rùa này nó đi ra ngoài đường các bạn ơi. Ấy, kể cả đường quốc lộ luôn nha. À, con rùa nha. Ok, và các bạn cùng quan sát nhé. Con rùa này thuộc loài rùa common nha các bạn. Rùa common có cái size siêu to khổng lồ slurping luôn các bạn. Rùa common slurping nha. Bự đây này. Ui, to lớn nha. Nào các bạn cùng quan sát nha. Các bạn ơi, con rùa này nó đi ra đường quốc lộ nhé. Con đang coi. Ui, dù nó to nha. Các bạn cùng quan sát nhé. Ai, các bạn ơi. Đấy, nó đang đi nhá. Đang đi xuống cái ao hồ đấy các bạn ơi. Đấy, ui nó to các bạn ơi.
Ok, đấy, nó nằm xuống nhau hồ đấy các bạn ạ. Ấy, ok luôn, cái to lớn nhá. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Rồi, ok, let go bạn ơi, chúng ta bây giờ đi bắt cá nhá. Đi bắt cá nữa các bạn ơi, let go nào bạn ơi. Ai à, dạ, cái mương nước này có rất là nhiều cá luôn các bạn. Ui, xui, ui, xịn đây này, cá này các bạn. Ui, đẹp nhá, con cá này có cái màu vàng này. Ui, xịn sò nhá, xịn sò con bò luôn. Ok, con cá này thuộc loài cá chép phụng đuôi dài nha, cá chép phụng đuôi dài đấy các bạn. Ui, xịn này, có cái màu vàng luôn nhỉ. Ui đẹp này, dễ thương nhá. Wow. Một con cá rồi nhỉ. Đấy các bạn, cá này con cá koi này. Con cá koi này có mấy màu sắc luôn đây này. Cá koi là loài cá cảnh nha các bạn, cho nên là nó có rất là nhiều màu nhỉ. Đấy cá koi đây các bạn. Ok. Đấy bạn ơi, cá koi xịn không? Ui con cá này xinh nghe. Đấy, dễ thương không nào? Hai con cá rồi. Đấy, mình bắt được hai con cá rồi nhỉ. Ui ui, ai da, con cá gì đây? Ơ kìa, con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá chép lai koi nhỉ. Đây con cá này có cái màu xám xanh xanh này, đẹp đây này. Ui, ai da, bên trên cái mương nước thì vẫn còn rất nhiều cá nhá. Cái con cá màu đỏ này đẹp đây này. Cái con cá màu đỏ này là con cá chép nha các bạn. Con cá chép đỏ đây này. Ui xịn này, rực rỡ thế nhỉ. Ai da, xịn xào con bò thế nhỉ. Ok các bạn ơi, đấy, vậy là mình đã bắt được rất là nhiều cá rồi các bạn ơi. Ba con cá rồi nhá. Đấy con cá chép phải đẹp đây này, đấy, có cái màu đỏ rực rỡ nhỉ. Ui bụng nó tròn như con heo luôn. Ui ui anh chà chà, cái con cá này công nhận là bơi cũng giỏi đây. Đây này các bạn này, à thì ra là trên này vẫn còn một ổ nữa này các bạn này, còn một ổ cá nữa nhá. Bơi lên trên này để tìm đồng bọn này các bạn này, bên trên này vẫn còn rất là nhiều cá luôn này. Ui dùi ui xịn sò nha. Ok à, để các bạn thấy con cá chép lai koi này có cái màu xám xanh này đẹp đây này. Ui xịn nhờ. Đấy cá chép đây các bạn, cá chép lai koi nha. Ok, cá chép lai koi thường nó sẽ có cái người dài dài hơn cá chép các bạn này. Đây con cá này là con cá chim nha. Đấy cá chim này, đây là đẹp nhờ, có cái vây màu đỏ luôn nhỉ. Đấy cá chim đấy các bạn. Ui còn rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đây này cá chim nhỉ. Ui xịn nhá. Đấy cá chim đấy các bạn, con này bơi rất giỏi luôn. Ơi, xịn nhờ, các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Ờ, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, đây cái chim đấy các bạn. Ồ, okay. Mấy con cá rồi các bạn nhỉ? Mình bắt được 1, 2, 3, 4 con cá rồi các bạn, 5 con rồi. Con này đẹp đây này. Con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá ba đuôi nhá. Có cái màu xanh ngọc bích đi này. Ui, màu đỏ nữa kìa. Ái chà chà, đẹp nhỉ. Ấy, xịn không? Ái chà chà, dễ thương nhỉ các bạn. Ui, ui, bên trên cái mương này vẫn còn rất nhiều cá nữa này các bạn này. Con cá này đẹp đây này. Ui dồi, còn nhiều nha. To lớn đây này. Con cá này con cá koi bướm nha. Cá koi nó có rất là nhiều loài các bạn ơi. Ấy, con cá này thuộc loài cá koi bướm nhá. Nó có cái màu cam này các bạn này. Ui con cá này đẹp đây này các bạn. Ấy, có cái vây rất là dài luôn nhỉ. Ok. Ấy bạn ơi, mình bắt được rất là nhiều cá rồi này. Một thùng vừa nhỉ. Đấy, một thùng cá rồi này các bạn. Ok, đấy vẫn còn nhá. Ui, còn rất là nhiều cá koi bướm nữa nhá. Con cá này có cái màu trắng các bạn ơi. Con cá này có cái màu trắng lên này, đẹp đây này, dễ thương nhỉ. Ấy cá koi bướm có cái màu trắng luôn nhỉ. Xịn sò con bò thế nhỉ. Ok. Đấy, ok luôn các bạn. Đấy, con cá này đẹp đây, có cái vây rất là dài luôn nhỉ. Cá koi bướm đấy các bạn. Cá koi bướm nằm dưới nước nhỉ, chứ không phải cá koi bướm bay trên bầu trời đâu nhá. Ok. Đấy bạn ơi, một thùng cá đây rồi đây này, vẫn còn nhỉ. Ui dù ui. Con cá này có cái bụng tròn như con heo luôn. Con cá này cũng thuộc loài cá koi bướm nha, nó có cái màu vàng này các bạn này. Đẹp nhỏ. Đấy, xịn sò nhá. Cá koi bướm đấy các bạn. Hơi đẹp luôn nhỉ. Ok. Đấy bạn ơi. À, vậy là hôm nay mình đã thu thập được một thùng cá rồi đấy các bạn này. Đấy, chà chà, mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Đấy các bạn ơi, một thùng cá đầy và rất là nhiều những cái loài cá khác nhau nhỉ. Ok, mình đã đem hết những con cá này mang về nhà rồi nhỉ. Các bạn, mình thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá nhé các bạn. Đây này, một bể cá đầy luôn. Ui, xịn sò luôn. Ok, đấy các bạn ơi, đấy, các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có xịn sò không nào? Ok, và bây giờ bọn mình đi tìm kiếm thú cưng đấy nhá các bạn ơi. Ở let go nào, mình dùng cái giỏ màu hồng đấy nhá, để cùng các bạn ra cái vườn cỏ đấy đi tìm kiếm thú cưng nhá. Ui, 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 trứng khủng long. Ui, bên trong quả trứng khủng long này các bạn ơi, có một con chuột nhá, với một con gà nhá các bạn. Ui, xịn nhỉ. Thì ra là hai cái bạn này đang chơi trốn tìm ở trong quả trứng này các bạn ơi. Ồ đây này các bạn này. Ồ con này đẹp thế này, con này là con gà nhá. Con gà con đấy các bạn. Con gà con non ton. Đấy. Ui xịn đi. Đấy, con này là con chuột nhá. Con chuột này thuộc loài chuột lang nha các bạn. Chuột lang thuộc loài chuột cảnh nhá, cho nên là chuột lang nó có rất là nhiều màu sắc như vậy các bạn. Con chuột này có mấy màu liền này. Hơi bị đẹp luôn này. Ok. Đấy, đẹp nhỉ. Đây con gà này các bạn này. Con gà con đi này.
con gà con non ton chip chip này. Ấy, con gà cũng có cánh như con chim đại bàng nhỉ, nó cũng biết bay lên bầu trời đấy các bạn. Ấy, nó bay này. Ấy, ô xịn nhỉ. Đây các bạn, gà con nhá. Ấy bạn ơi, đây con gà con này các bạn. Đấy, đẹp không? Thời dễ thương các bạn ơi. Đấy, vẫn còn mấy con nữa đây này. Ui, xịn nhỏ. Đấy, con gà nó có cánh nhá. Đấy, nó biết bay như con chim đại bàng luôn đấy, không đùa đâu. Ok. Đấy các bạn ơi, ba con rồi nha. Vẫn còn nhá, vẫn còn nhá. Đây này, ui, xịn nhỏ. Đấy, đẹp thế nhỏ các bạn ơi. Đấy, mình bắt được mấy con gà rồi các bạn. Đấy, vẫn còn hai ba con nữa đây này. Ui, ai chà chà, xịn đây này. Đấy, ui dùi, một giỏ rồi các bạn ơi. Một giỏ gà rồi đây này. Đấy, xịn nhá. Đây còn con nữa đây này. Đấy, rồi. Đấy, chúng ta bây giờ đi bắt cá nha các bạn ơi. À, đi bắt cá chê nha. Đây là, ui dùi, ui, xịn xò con bò nha các bạn ơi. Ai chà, đây cá chê nhá các bạn. Cá chê đây này. Đấy, xịn không? Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Con cá chê này có cái màu đen nhỉ? Đấy, xịn đây này. Ok, đẹp đây, cá chê nhá. Đấy, một con cá chê rồi nha. Ui, ui, còn nhiều nhá. Con cá chê này có cái màu trắng đây này. Cá chê đột biến nhỉ? Đấy, đột biến gen các bạn ơi. Con cá chê này đột biến gen có cái màu trắng bạch tạng nhỉ? Đấy, ui, to, ui, ui. Bên trên cái mương này vẫn còn rất nhiều cá nữa các bạn ơi. Đấy, cá chê đâu đây này. Ui, xịn xò nha. Đấy các bạn ơi, cá chê nó đây này. Đẹp nha. Đấy, ui dồi, nó to lớn các bạn ơi. Đấy, cá chê nai nhỉ, cá chê trắng, cá chê vàng. Rất là nhiều cá chê màu sắc luôn các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ đem hết cho con cá chê này mang về nha các bạn ơi. Đấy các bạn, đây là cái bể nuôi cá của mình nhá. Lâu ngày quá, rất là nhiều những cây bèo các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn sạch cái bể này, quay lại các bạn xem nhá. Đây các bạn, cá chê vàng này, ếch này, cá lóc của rùa này các bạn này. Ui, xịn nha, các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có nhiều cá không nào? Rất là nhiều những con cá chê nhá các bạn. Đấy, cá chê đấy. Ui, rất là xịn luôn các bạn ơi. Ai chà chà, con rùa nữa kìa. Ấy, đẹp nhỉ. Ok. Đấy, sau một khoảng thời gian mình đã dọn sạch những cái bèo nhá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Đấy, có mấy nghìn con cá chê liền nha các bạn. Ui dùi ui, nhiều không? Đấy, cá chê thấy các bạn. Ui, nó to các bạn ơi. Cá chê đấy, cá chê thuộc bộ cá da trơn nhỉ. Tôi bắt cá chê rất là thích luôn các bạn, nó cứ trơn trơn lên. Thích lắm nhỉ. À, và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhỉ. Các bạn cùng quan sát nhá. Rồi bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok. À, giờ cá chê rồi. Ô kìa, nó bơi kìa. Ui, dù cá bơi, cá chê bơi trên cạn luôn kìa. Ui, chị đâu, đấy, nó bơi đấy, bơi đấy. Ui, ok. Bơi kìa. Ai, ai, à, bơi rất giỏi luôn các bạn. Ấy, bạn ơi, mình đã bơm nước đầy rồi nhỉ. Để cá chê đang bơi các bạn. Đấy, ui, dù ui, có mấy nghìn con nhỉ các bạn á. Rồi, và bây giờ chúng ta đi bắt cá tiếp các bạn á. Đây các bạn ơi, giờ bắt cá nhá. Đấy, có rất là nhiều những cái con cá đây. Rất là nhiều những loài cá khác nhau nhỉ. Ui, dù xịn này. Đấy, đây này. Con cá này là con cá gì đây? Ui, đây các bạn ơi. Con cá màu vàng này thuộc loài cá hồng két vàng nhá. Cá hồng két vàng cũng thuộc loài cá cảnh nước ngọt nhá các bạn. Đấy, xịn nhá. Ok, một con cá rồi nhá. Đây các bạn. Các bạn thấy mình có cái chậu đựng cá đẹp không nào? Rất đẹp luôn này. Đây đây, đây đây là con cá gì đây? Ui ui. Ui, con cá coi này to đây này, to lớn đây này. Ok, hai con cá rồi nhá. Mình bắt được hai con cá rồi nhá các bạn. Vẫn còn rất nhiều nhá. Thì các bạn ơi, để con cá coi mà to bằng con mèo luôn đây này. Ui, xịn đi. Ờ, đây này các bạn, cái cá coi mà to bằng con mèo luôn đây. Đấy, cá coi thuộc loài cá cảnh nhá. Cho nên là cá coi nó có rất là nhiều màu sắc như vậy nhá các bạn. Ba con cá rồi nhá. Mình bắt được ba con cá rồi nhá các bạn. Đấy, vẫn còn rất nhiều đây này. Ui ui. Con cá chép phải to lớn đi này. Con cá chép này phải đựng to khổng lồ luôn đây này. Ui, con cá coi này đẹp thế này. Con cá coi này có rất là nhiều màu sắc nữa đây các bạn. Đấy, ơ kìa, còn nhiều nha các bạn. Còn rất là nhiều những loài cá khác nhau nha. Đây này, con cá chép này. Con cá chép này hay thường gọi là cá gáy đấy các bạn. To nha các bạn. Đấy, bự nha. Một thùng đựng cá rồi các bạn. Vẫn còn rất là nhiều những loài cá khác nhau nha. Đây, con cá gì đây? Ơ kìa, còn rất là nhiều cá các bạn ơi. Đây, cá gì đây? Rồi rồi. Ui dồi, cái con cá coi có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh này đẹp này. Ô xịn nhờ. Ồ còn nhiều nhá các bạn. Con cá gì đây? Ơ kìa. Con cá này là con cá dọn bể đấy các bạn này. Đấy cá tàu bay đây. Cá tàu bay, cá tàu ngầm đấy các bạn. Ai xịn nhá. Ok. Còn nhá. Còn rất nhiều cá các bạn. Đây con cá chép lai coi này. Đấy cái loài cá chép lai coi thường nó sẽ có cái người dài dài như vậy nhỉ. Rồi còn nhá, còn rất nhiều cá nữa đây. Con cá chép có hai màu đây này. Ui, còn rất là nhiều cá các bạn ơi. Con cá chép có cái màu đỏ này rực rỡ thế nhở. Ô kìa, vẫn còn rất nhiều các bạn. Đây này, con cá gì đây? Ô kìa, con cá này là con cá rô phi nhở. Cá rô phi đi các bạn.
Ái à, xịn nhá, ủi một thùng lượng cá rồi các bạn ơi. Ái à, dạ, vẫn còn rất nhiều nhá. À đây con cá gì đây? Ô kìa, con cá này con cá chê này. Ôi xịn này. Ái à, có cả cá chê các bạn ơi, cá chép màu đỏ lên đây này. Vậy à, chà. Bạn ơi con cá chê này là con cá chê có cái màu đen này các bạn này. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ Indonesia các bạn ơi. Đấy, cá chê đây. Ok. Ôi xịn nhờ, vẫn còn rất nhiều cá các bạn ơi. Đây con cá gì đây? Ôi xịn đi, con cá này con cá giếc các bạn này, cá giếc đấy. Cá giếc thuộc họ là cá gáy các bạn ơi. Vẫn còn rất nhiều cá các bạn, con cá chép màu đỏ đây này. Đấy, cá chép màu đỏ đây. Ôi xịn nhờ. Ai à, con cá gì đây? Ơ kìa, con cá này con cá chim nhá. Ấy, à, mình cứ bị thích con cá chim thì các bạn, nó rất là đẹp luôn này. Ok, đấy cá chim đấy các bạn. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nhá. Nó là loài cá săn mồi nhá các bạn. Ok, vẫn còn cá nhá các bạn ơi, còn rất nhiều nhá. Đây là con cá gì đây? Con cá này con cá coi lên này. Ui con cá coi này nhiều màu sắc quá đây này. Rất là đẹp luôn này. Để con cá chép màu đỏ đây này các bạn này. Ui giời. Thế ra hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá nữa rồi các bạn ơi. Đây vẫn còn đây này. Con cá hồng kết vàng này các bạn này. Đấy. Cá hồng kết vàng nó rất là đẹp luôn này. Nó đẹp hơn cá rô phi rất là nhiều luôn các bạn. Nó có cái màu vàng luôn nhỉ. Đấy, con cá này con cá chép mà có cái bụng tròn tròn như con heo luôn đây này. Rất là đẹp luôn nhỉ. Ui giời một thùng lượng cá rồi các bạn ơi. Ok. Rồi, vẫn còn nhá, vẫn còn rất nhiều các bạn. Ui, ui. Con cá gì đây? Ái da xịn sò nhá. Ái da, con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá chép lai coi nhá. Cái loài cá chép lai coi thường nó sẽ có cái người dài dài như vậy nhá các bạn. Ơi, đẹp luôn này. Ấy, một thùng đựng cá đầy rồi các bạn này. Rất là nhiều những loài cá khác nhau nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ đem hết những cái con cá này các bạn lên cái chỗ khu nuôi cá của mình nhá các bạn. Ok. À, cái bể cá mình thả vào bể luôn các bạn này. Các bạn ơi, đây là cái khu nuôi cá của mình các bạn. Ở cái khu nuôi cá mình có cái bể cá hơi bị xịn sò luôn nhỉ. Đây các bạn ơi, mình có cái bể cá xịn sò con bò không các bạn? Đây cái bể nuôi cá của mình nha. À, xịn không? Ok, bây giờ mình sẽ thả hết cái con cá vào trong cái bể nuôi cá của mình nha. Các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có xịn sò con bò không nào? Rất là xịn luôn đúng không nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Đây con cá coi này đẹp đây này. Ui dù con cá chép này mới to này. Đấy cá chép đây các bạn. Đấy, cho vào đây nhá. Đấy các bạn ơi, cái vải lưới cá của mình đây có cái màu xanh nước biển luôn này. Đấy đây đây, con cá chép lai coi có hai màu đây này. Màu trắng với màu đỏ nhỉ. Rồi ở đây mình có cá coi này. Cá coi thuộc loài cá cảnh nước ngọt được ngoại lai từ Japan Nhật Bản nhá các bạn. Vẫn còn rất là nhiều những loài cá khác nhau nhỉ. Ái chà chà, con cá coi này đẹp đây này. Rồi cá chép này các bạn này. Cá chép đỏ của mấy con liền các bạn ơi. Đây cá chép đỏ đây này, rất là đẹp luôn nhở. Vẫn còn nha, vẫn còn nha, vẫn còn rất nhiều cá nha. Đây con cá này, con cá gì nhở? Con cá này cá gì đây? Ui, con cá chim mới đẹp bên đây. Đấy cá chim đấy các bạn. Đấy, già xịn xó ấy. Đấy cá chim nhá. Vẫn còn nha, vẫn còn nha. Đây này, cá gì đây? Ui, ui con cá coi mà to một con heo luôn đây này. Ui, nó bự nhở. Rồi, vẫn còn rất nhiều nha. Đấy, đây, sao cá gì nào? Rồi, đây con cá coi này, con cá coi này bự đây này. Đấy, cá coi đây. Cá coi thuộc loài cá cảnh cơ mà, cho nên là cá coi nó có rất là nhiều màu sắc như vậy nhá. Rồi vẫn còn rất nhiều các bạn. Đây con cá gì đây? Cá chép mai coi này có cái màu đỏ nữa hả? Rồi vẫn còn rất nhiều cá các bạn ơi. Đây này cá gì đây? Ui còn nhiều nha các bạn. Còn rất nhiều nhá. Đây này con cá chép đây này. Đấy cá chép đây. Ờ vẫn còn nhiều lắm. Đây con cá dọn bể đây. À đúng rồi. Thả con cá dọn bể này vào cho nó dọn sạch cái bể đây. Đấy cá to ngòm đấy các bạn. Cá dọn bể nhá. Đấy. Ok. Có cái màu đen rồi đây. Ui ok ok. Xịn nhờ. Vẫn còn nhiều nhé các bạn. Nè con cá rô phi này các bạn ơi. Cá rô phi đi. Đấy cá rô phi đẹp không? Có cái màu xanh luôn đi. Cá rô phi đi các bạn. Đấy, cá giếc này. Đây con cá giếc này. Con cá giếc này đẹp đây này. Xịn này. Rồi cá gì đây? Cá chép lai coi này. Có cái màu đỏ đây này. Rực rỡ không? Rất là rực rỡ luôn đấy. Màu đỏ rực rỡ nhỏ. Đấy cá chép lai coi đi các bạn. Rồi đây con cá gì đây? À đây, con cá chê này. Đấy cá chê mà có cái size nhỏ nhỏ đấy hơi bị hiếm luôn đấy nha. Đấy, cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá các bạn. Rồi đây mình còn có rất nhiều cá các bạn ơi. Con cá chép nữa đây này. Rồi cá gì nữa đây? Ui, xịn này. À đây, đúng rồi. Đây, còn một cái bể nuôi cá nhỏ nhỏ đó các bạn. À bây giờ sẽ thả những con cá nhỏ vào đây nhá. Đấy, à, cá hồng kết vàng này. Hai con cá hồng kết vàng này nhá. Rồi cá chép màu đỏ nữa này các bạn này. Rồi rất là nhiều những loài cá các bạn, cá coi nữa đây này. Ô sờ cây các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Nhớ like video để ủng hộ mình nữa nha các bạn. Rồi, vẫn còn rất là nhiều cá nhá.
Ok. Đấy các bạn ơi, đấy cho thêm nước vào đây này. Đấy, ui xịn nhờ. Rất là xịn sò con bò luôn các bạn ơi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bể cá và cái khu nuôi cá của mình nhá. Đây các bạn, cái bể nuôi cá đây này. Rất là xịn luôn này. Đây, con cá gì đây? Ui giời ui. Con cá coi này nhiều màu lên này. Đấy, xịn không? Rất là xịn sò con bò luôn các bạn. Ok, đây các bạn ơi. Đây là cái khu nuôi những con thú cưng của mình nhá. Những con vật thì các bạn ơi. Đây là con thỏ này, con mèo này, rồi con chuột này, rất là nhiều những con vật các bạn ơi. Đấy, con thỏ đang ăn cỏ nha các bạn. Thỏ ấy các bạn ơi, con thỏ này. Đấy, con chuột đây này. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó đang ăn không? Mình vừa đi lấy rau lấy cỏ về cho chuột với thỏ ăn nha các bạn. Đấy, xịn không? Đấy, xịn thỏ con bò nhỉ. Ok, ê bạn ơi, cái nhà nhỏ cho mèo với chuột với thỏ ở đấy các bạn ơi. Ok, cái nhà bằng gỗ nha. Đấy các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nha, nhớ đăng ký kênh nữa nha các bạn. Đấy, con chuột này thuộc loài chuột lang nha các bạn. Chuột lang thuộc loài chuột cảnh nên là chuột lang có rất là nhiều màu sắc như vậy nha. Rồi đây là những con gà chê nha. Gà chê gà trúc các bạn. Gà chê thuộc loài gà cảnh nha, cho nên là gà chê nó có cái size nhỏ nhỏ như vậy đấy các bạn. Đấy, đẹp nha, đẹp nhắm ấy. À, đẹp hơn chim bồ câu rất là nhiều luôn các bạn. Đấy, xịn không? Rất là xịn sò con bò luôn đấy các bạn. Ấy giời, xịn ấy, thỏ kìa. Da bít kìa. Ấy, nó đang ăn cỏ nha. Đấy, thỏ nó ngoài ăn cái củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn cỏ nha các bạn. Đây con thỏ đây này, đấy, đẹp không? Con thỏ này có rất là nhiều màu này. Ấy kia. Ôi, xịn nha. Đấy bạn ơi, đấy con thỏ đấy, hơi bị đẹp luôn à. Có cái màu trắng, màu đen này. Con thỏ này có hai màu đen đây này. Ơi xịn luôn này. Ok, bây giờ mình sẽ cho thỏ vào cái giá cái rổ để cho nó ăn cho các bạn xem nha. Đấy, thỏ đấy các bạn, đang ăn cỏ nha. Đang ăn rau cỏ đấy các bạn ơi. Ba con nha. Xịn không? Chiêu không? Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nha. Nhớ like video nữa nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho thỏ ăn nha. Các bạn cùng quan sát nha. Đấy, đang ăn đấy các bạn. Hơi đẹp ấy. Ok. Rồi, ăn đi. Ăn nhiều vào. Rồi, ok á. Ăn kìa. Ồ, xem là mấy con bé thỏ này rất là hồn nhiên như cô tiên luôn. Đang ăn rau cỏ đấy các bạn. Ơi, xịn không? Dễ thương không? Đáng yêu không? Cú tê không? Ok. Và bây giờ chúng ta cùng đi kiếm thú cưng đi nhé các bạn ơi. Bởi video ngày hôm nay mình sẽ đi tìm kiếm rất là nhiều thú cưng cho các bạn xem nha. Ok. Đấy, thỏ đấy. Đấy, xịn không? Xịn sò đấy các bạn. Ôi, đang ăn cỏ nha. Ok. Lát nữa mình sẽ đi tìm chuột này. Đi tìm hamster cho các bạn xem sau nha. Đấy, đang ăn cỏ đấy. Xịn không? Đáng yêu không? Ui giời. Ăn rất là ngon luôn này. Đấy, dễ thương không? Đấy, thỏ nó rất là nhanh lớn các bạn hả? Ok, thuộc loài chuột lang nha các bạn. Chuột lang này, này có rất là nhiều màu nha. Đấy, đẹp không? Hơi đáng yêu các bạn. Ok, đấy, chuột lang đang ăn củ cà rốt các bạn hả? Đấy, chuột lang nó ăn rất là đa dạng các bạn hả? Ăn rau cỏ, củ quả các kiểu luôn. Đấy, con chuột đây là hai con chuột nha. Một con chuột đực với một con chuột cái nha. Đấy, chúng nó chuẩn bị sinh sản ra rất là nhiều những con chuột con các bạn. Đấy, chuột lang nha. Chuột lang thuộc loài chuột cảnh nên là chuột lang nó có rất là nhiều màu sắc các bạn ơi. Nó ăn củ cải ven cà rốt các bạn ơi. Nó ăn đa dạng lắm nhá. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm thỏ tiếp nhá các bạn ơi. Rồi, let's go vào đây. Đây này các bạn này. Vịt con, gà con nhá. Rất xịn sò nhá. Vịt con, gà con đấy các bạn. Những con vịt và những con gà mới được nở ra từ trong quả trứng thì nó có hình hài bé bé xinh xinh như vậy các bạn. Đấy, con gà lon ton chít chít này. Con gà con đấy các bạn. Con gà cũng có cánh như con chim đại bàng nhá. Nhưng mà cái bọn này nó vẫn còn nhỏ các bạn. Đó, chưa biết bay nhá. Hai con gà rồi nha. Đấy, dễ thương không? Cú tê không? Đấy, gà con đấy các bạn. Đấy, gà lon đấy. Ơi đẹp nhỉ. Ôi, xịn xó ấy. Ba con gà nha. Rồi, bốn con, năm con. Năm con gà con nhá. Đấy, xịn nhá. Đấy, gà con đấy các bạn. Gà con non ton chích. Đấy, xịn đấy. Đấy, còn đây là những con vịt nữa kìa bạn kìa. Những con vịt nữa nhá. Đấy, xịn không? Vịt con đây này các bạn này. Ok, đây còn những con, đây là những con vịt con nhá. Vịt con đây các bạn. Xịn nhỏ. Vịt con, một con vịt mà xòe ra hai cánh nhá các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm thú cưng đi nhá các bạn. Rồi. Ok hả? Các bạn ơi. Ok, mình sẽ ra cái ruộng khoai mon này nhá. Khoai mon này các bạn để tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok, let's go nào. Đi nào bạn ơi. Để mình xem. Ui. Con rùa đây các bạn này. Con rùa bên một con ếch nhá. Thấy rồi nha. Đấy các bạn ơi. Xịn xò con bò luôn nha. Ai chà chà, để mình coi xem nào. Dưới cái nớp dưới cái nớp bèo các bạn á, có một con ếch này. Con ếch này xịn này. Con ếch này là con ếch đột biến nha. Con ếch hay thường gọi là con pong đấy các bạn. Ok, một con ếch rồi nha.
Rồi để mình coi xem nào, vẫn còn à? Vẫn còn nhá. Đây này các bạn, cho một chút bèo ở đây cho ếch nhảy ra ngoài nhá. Rồi đây các bạn ơi, này con rùa đây này các bạn. Con rùa là xịn như này. Rồi, vẫn còn nhá. Đây con ếch này các bạn này. Con ếch này là con ếch có cái màu vàng các bạn ơi, màu xám vàng này. Rất là đẹp luôn. Ấy, xịn không? Rất là xịn luôn rồi các bạn. Ồ vào đây con ếch kìa đẹp quá, có cái màu xám vàng này các bạn này. Rồi. Ok. Đấy bạn ơi. Đấy. Ui giời, xịn xò không? Mình bắt được rất là nhiều rồi nha. Đấy, có con này là con rùa nha các bạn. Con rùa này thuộc ngoài rùa gì đây, có cái mai màu vàng kìa. Đẹp nha. Con rùa này có cái mai màu vàng luôn nha các bạn. Đấy, con rùa này à, xịn nha. Con rùa này thuộc ngoài rùa gì đây? Đấy, xem nào. Rồi kìa. Kìa. Đấy, ra. Con rùa này thuộc ngoài rùa tai đỏ nha các bạn. À, xịn xò con bò đây rồi. Đấy. Người con rùa là thứ nhất là nhờ bùn đất các bạn. À, mình chỉ tắm cho nó cái này. Đấy, rùa tai đỏ nha. Hello các bạn rùa nhá. Ui giời xịn xò thế nhá. Con giờ ưa rùa hoèn rùa này các bạn, rất là chất chơi người rơi luôn. Ok, đấy các bạn ơi. Đấy, u đẹp nhá. Dễ thương không? Đấy, rùa thuộc loài động vật rất là dễ thương đấy các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok. Đấy, con ếch kìa đẹp đây này. Rồi và bây giờ bọn mình đi bắt cá luôn nhá các bạn ơi. Đi bắt cá nhá. Rồi, let's go bạn ơi, chúng ta đi nào các bạn ơi. Ok. Bạn ơi, vừa mới có cơn mưa nhá. Có rất là nhiều những con cá nó tràn từ trên cái ao hồ xuống các bạn. Rồi mình coi nào. Ui dù nó to nhá. Con cá trời im chim các bạn ơi. Cá chim đây này. Nó bự nhá. Cá chim các bạn, to lớn nhá. Ui dù. Nó to bằng 3-4 cái bàn tay luôn các bạn ơi. Không đùa nhá. Bắt thật luôn đây này. Rất là lớn luôn các bạn. Chứ to khổng lồ luôn. Ok. Rồi để mình coi xem nào. Đấy. Ba. Hai con rồi các bạn, một con cá rô với một con cá chim rồi nhá. Rồi để mình coi xem là còn những ngoài cá gì nữa nào các bạn. Kìa. Một ổ luôn các bạn ơi. Đây. Ai chà chà, con cá gì có cái màu đỏ đây. Đẹp nhá, rực rỡ đây này. Con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá ba đuôi nhá. À có cái bụng tròn tròn như con heo luôn đây này. Cá ba đuôi các bạn. À, xịn xò con bò thế nhờ. Rồi, con cá ba đuôi có màu đen đây này. Màu đen vàng luôn kìa. Ui xịn nhờ. Đấy, và vẫn còn nhá. Đây. Ấy da da, xịn xò con bò thế nhờ. Có cái màu đỏ này các bạn này, cá ba đuôi đây. Đây là loài cá ba đuôi rất là đẹp luôn các bạn. Có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Ok, let's go bạn ơi. Chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn. Rồi, đi nào bạn ơi. Ok. Ồ bạn ơi, ui. Ấy chà chà, con này là con ếch đây các bạn này. À, con ếch Bắc Man nhá. Ui. Ấy chà chà, nó ếch Bắc Man đây các bạn. À, nó có cái màu xanh luôn nhá. Ấy đẹp ấy nhờ. Dễ thương ấy. Con ếch này đẹp ấy, lành lắm nhá các bạn. Đây này, ui, xinh không? Ơ kìa, đẹp không? Ếch Bắc Man cơ mở, rất là đẹp luôn các bạn ha. Đấy, bây giờ mình sẽ cho con ếch lên tay mình cho bạn xem nhá. Đây này, trên lưng nó có cái màu xanh, còn ở dưới bụng nó có cái màu vàng các bạn này. Rất đẹp, còn đây là con ốc sên này. Con ốc sên này mới xịn này, ốc sên nhá. Ốc sên đấy các bạn, ốc sên thuộc loài ốc rất là lành luôn nhá. Nó nguyên ăn cái rêu xanh ở bờ tường các bạn. Cho nên rất là dễ nuôi các bạn ơi. Đấy, xịn xò con bò không các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đây, con này là con ốc sên nữa đây này các bạn này. Con ốc sên này đẹp đây này. Ơi, xịn là rất là nhiều màu sắc luôn các bạn. Ốc sên này rất là nhiều màu nhỉ. Đấy, con này này, đấy, cái dâu bộ dâu đây. Đấy, cái dâu của nó đây. Xịn nhá. Ok, đấy, đẹp không các bạn ơi. Rất là xịn xò luôn các bạn ơi. Ui, ái chà chà, xịn xò đây này. Con cua nhá các bạn. Con cua đẹp đây này, có màu đỏ luôn nhỉ. Rồi, xịn nhá. Đấy, với này một có một con ếch các bạn ơi. Con ếch này là con ếch ương nhá. Ếch ương đi các bạn. Nó có cái màu vàng luôn này. Xịn nhá. Đấy, ếch ương đấy các bạn ơi. Đấy, xịn xò không nào. Rồi, ở đây mình có con cua này mới gọi là đẹp thế này. Con cua này có cái màu đỏ luôn kìa. Ái chà.